Chào anh em. Hôm nay mình sẽ bóc cái con Dinaco hạng Corbora top. Thì con này là ba quay. Ba quay thì nó chia sẵn ở trong cái phân tần ở trong loa. Thì nó có bốn con loa trùng. Con này là 10 mình. Đây. Là một con chép nằm ở đây và con loa bát nằm ở dưới gầm này. Thì cái con loa bát này sẽ thổi tiếng loa trùng bay rất xa. Đấy, con loa chép của nó đây. Tại mình đang tháo ra là vệ sinh kiểm tra thôi chứ không có vấn đề gì xảy ra. Mình đang chưa nhìn thấy cái phân tần của nó nằm ở đâu các bạn. Con này là ba guôi chia sẵn. Tức là ba guôi của nó là ba guôi nhưng nó cái phân tần nó chia sẵn guôi cho mọi người. Đây. Cái chân của nó đây. Đây chân. Chân. Thì con này là check này. Check như này, nó lại có black và yellow. Đây. Và con này là L102 mít trung hích. Mình chưa nhìn thấy phân tần của nó. Con hoa súp thì súp thường thì mình đã thấy phân tần của nó, nhưng con này mình chưa thấy phân tần của nó chỗ nào. Đây rồi, mình đã nhìn thấy rồi, bên dưới vừa rờ thấy rồi, nó nằm ở đây các bạn. Đây, mình thì đang đánh đồng bộ đi nào cỏ. Đây. Sáng nay mình vừa mới mở nhạc cho anh em xem. Bây giờ mình sẽ tháo cái phần của chỗ con này ra. Mình sẽ tháo cái chỗ con này. Con lo chép của nó này các bạn. Lo chép rất là gấu. Gấu mèo. Lo bát của nó đấy. Thì còn rất là mới, thời gian của nó sử dụng thì khá là dài, nhưng vẫn còn mới. Đây cái vỏ của nó các bạn, nó nước này thì Jack Money này thì nó làm cái vỏ loa rất là mình cảm nhận như đây nó có một cái nhựa gì bên ngoài. Con này của mình đồng bộ tân tật. Đây nó đây nó có chia dây sẵn, chia dây loa sẵn thì cắm mỗi phích mỗi đằng đây thôi, mỗi vậy là xong, là chạy về là đánh được hai, đấy, đánh hai con đẩy lẩy, hai con L2004, 2x nhân 1200W. Đấy, còn đây là dây tín hiệu đường AB, còn đây là cái nguồn nó thì nó đánh 3 pha, thì mình thường ở đây thì 3 pha thì cái cọc này vẫn dùng được, nhưng mà mình với điều kiện là mình phải đến đâu mình cắm ổ điện thì mình phải đo pha 3 pha nóng thì chập vào với nhau N1 đấy, và cái này là pha mát thì mình phải đấu riêng pha mát. Mình rất là ngại vì căn bản mình toàn đánh nhanh thắng nhanh, luôn nhanh rút gọn đấy. Đi đến đâu thì toàn fix sẵn, thì cắm điện 2-1 pha thì mình toàn đây. Nên mình mua con này thì giá thị trường thì cũng rất là rẻ, cũng chỉ có 2 triệu, nhưng mà ở sau con này, ở bên trong con này mình đã độ nên bên trong mình đã độ thêm con nọc nguồn 50A. Mà đây đây thì tất cả dây dợ của hãng nó cắm sẵn rồi. Đây nó hơi nằng nhằng thì mình vừa xả ra để bó gọn và các thứ vào thôi, chứ mình thực tế nó rất là gọn ghẽ, mình vừa thả xả ra để làm gọn ghẽ. Đấy. Cũng cốt của hãng luôn. Đây con nọc nguồn này, con nguồn này mình cũng tỏa Jack Money hết nha.
con này là hàng sản xuất bên Đức chứ không phải là hàng với không có bãi chi nào tí nào luôn các bạn. Đấy, mình cũng đang đánh con cốt đi nó còn luôn DSB244 thì hiện tại mình có hai con cốt, nó có một cũng cái cũng như kiểu này là thì có con EV nữa, EV với Diaco thì thế mình nghe thông tin thì nó là bây giờ hai hãng nó liên kết là một. Thì với con cốt cũng 244 này EV, con EV 38 các bạn, trước mình có một con, hiện tại mình đang cho anh bạn mượn, anh ấy cũng có một bộ Diaco này rất cũng như của mình, nhưng mà là anh ấy của mình là Cobra top 4 nhưng mà thực tế mình toàn đánh top 2 thôi, nghĩa là đánh nửa bộ thôi. Ít khi có chương trình mình đánh cả, trừ khi chương trình của nhà nước mấy trận to thì cho bên các đoàn lớn, như mấy chương trình VTV với mấy chương trình nhà nước lớn thì mình đánh top 4. Còn anh bạn mình cũng có cũng hai bộ top 4, nói chung là rất là nhiều, gấp đôi của mình. Thì anh ý mình cho anh ý mượn một cái con cốt của đi là của EV, nhưng theo anh ý bảo là con cốt của EV cái phần phần xuất âm phần nọc nó nọc nhiễu tốt hơn con Diaco này. Nhưng mà khi mình con này của mình là nguồn xuyến tròn, không phải là nguồn sung, thì mình đã biết là cái nhược điểm con này, các bạn biết là nguồn xuyến thì điện rất là tiêu hao điện rất là cao, thứ hai là rất là nặng điện, và thứ hai là cái nổ xảy ra méo tiếng khi khi dòng điện với lại nó điện thấp, với lại thứ hai là có nhiễu điện thì chắc chắn nó có với được, nhưng mà được cái hàng xịn, các đầu nguồn của cái này thì nó đều có nọc điện, nhưng mà với điện ở Việt Nam thì các bạn biết thử, mình đã vào Côn Đảo đầu năm vừa rồi, Côn Đảo là làm cho bên VTV thì mình đã có cho thuê bộ loa này, trong đấy dùng hai cái máy phát ở trong đảo các bạn, thì cứ bật lên là tiếng súp nó ù với tiếng phun lắm lúc nó để thi thoảng nó ù lên mình, vì sau mình kiểm tra thì nó là do điện. Mình đã sử dụng cái Nioa và nhưng mà nó cũng được giảm được một phần nào, nhưng mà vì căn bản là điện máy phát, cả đảo dùng điện hai điện máy phát, hôm đấy cả dàn ánh sáng ở bên Phúc Thịnh cũng dùng máy phát, và tất cả thiết bị của VTV các kiểu chiếu sáng đều bằng máy phát hết, cả đảo dùng hai cái máy phát, thì tất nhiên điện thì nó không đảm bảo. Lúc đánh thì mình nhìn đồng hồ đây thì xuống tới một hơn 210 nắm lúc xuống bên dưới 200, nói chung là rất là thấp, mà dòng này xuống dưới 200 thì nó vẫn kéo được, những tiếng thì nó không được nét cho lắm nếu đủ điện. Còn lại riêng nhưng về nhà mình ở quê Nam Định thì lúc nào điện 240, lúc yếu thì buổi tối thì khi vợ mình cắm cơm thì quay ra thì nó xuống khoảng 210 mấy, thực tế điện cũng rất ổn. Ở đây mình giới thiệu sơ qua các bạn, đây mình chạy duy nhất có hai dây loa đây, con này là con súp đơn các bạn, đều là súp đơn hết đây ạ. Nó nguyên Cobra top 2 của nó nguyên như vậy, không nguyên của nó là nó hai con súp này. Mấy người cứ bảo đây là con mid nao trung trầm, nhưng thực tế đây với bộ Cobra top 2 thì nó là con súp đơn, ở đây là hai con full này, nó cũng vuông chạy như như con súp luôn, về đằng sau cũng vậy, vuông như nhau, kích thước như nhau hết. Một cái chiều cao này thì con này 60, con này thì không được 60, hôm trước mình đo thử là 60. Còn đây là đồng bộ, nó cắm dây như này các bạn thấy chưa? Vâng. Và con này là con đây con súp của nó, đáng nhẽ bộ Cobra top 2 thì nó không có con súp Cobra PWH. Và đây Cobra nó chỉ có Cobra súp này thôi. Và nó chỉ có, nhưng đặc biệt nhà sản xuất nó tính kể cả con súp to như thế này cũng đều 1200W hết các bạn. Đây, Red Power.
เรเตบาวนะสองจำวัดกูนโปรรามหมื่นห้าจำcon full cũng vậy với 8 ôm con full cũng vậy các bạn đây mình chấm đây cho dễ nhìn con full đây là con cũng 8 ôm và 600W bằng 1200 dây rắc đồng bộ luôn đây con súp đây là súp đơn mình gọi là súp thường còn nguyên cả mã vạch tem seri các bạn đây nó đồng bộ đi đâu mình dựng mỗi cái nhìn nó không ấy thôi cắm đằng chữa đằng nhìn nó hơi nừng nững thì nhưng mà ra các sự kiện thì nó đây còn đây con này là con P Cobra PWH con này là mình biết là T nó là 18 con này công suất 1200W nhưng mà thực tế cái con PWH này 28 thì mình đã từng biết và nghe nó đánh rất là kinh khủng mắc của nó là 1.500 nên là rất là kinh khủng nó bằng 4 con súp này cộng lại mà một con này của mình đã súp đơn đã đánh thấy con có vẻ cũng là nghe cũng tiếng là cũng ổn ổn rồi còn tiếng về con full con này thì tiếng các bạn khỏi phải suy nghĩ tiếng rất là ổn rất là gọn ghẽ đây con này là mình vừa tháo là mình vừa cho mấy anh đệ tháo lại đây có hai đường dây chạy về cá thủ âm đi mỗi vậy là xong cắm phích đây thì mình ở quê thì mình đang làm sự kiện vừa phải thì mình đang dùng Kuyu 16 và mình cũng dùng rất nhiều loại mixer kể cả SQ mình cũng có bản cơ thì mình có khoảng 5-6 con cả Midas thì có 2-3 con mình rất nhiều mixer mình rất nhiều bộ xử lý còn mình đang có một mấy con nọc nguồn này các bạn hãng cô Rozat này nọc nguồn cho thiết bị đây nó có hai đèn đấy nọc nguồn thiết bị mic kia mình đang kéo để dùng con nọc nguồn này cho cái mixer này đấy ạ con này với lại mấy con mic mình đang để đây căn bản này. Làm mấy cái chống cháy như về quê đợt này đang dịch corona thì chạy mấy cái sâu đám cưới đám xin bình thường hay là hội họp các kiểu thì mình toàn rét mấy con mic vào đây thì mình nên phải tháo cái tủ ra và con này của mình đã độ bên trong là có con nọc nguồn các bạn dùng nọc nguồn mình thấy cũng an tâm nên là mọi người cứ an tâm dùng mic thì mình dùng QNXD4 của Shure thôi đầu thì dùng đầu bình thường các bạn con này của mình đã dán rồi và cái này của mình dùng với Shure bình thường chưa phải là dòng cao cấp lắm căn bản mình cũng có dòng cao nhưng mà bởi vì mình đã thay đầu SM58 thường để cho dân tình ở dưới này dễ hát trước mình có đưa mấy con đầu 87 nhưng không hát được đây mình đã để sẵn đầu đây có cái đầu beta để sẵn đây các bạn khi nào gặp ca sĩ nào sao xuống tí thì mình cho mấy cái đầu xịn ra và mình thường cứ để hát 88 thường dân tình dễ hát rồi sau quay lại đến cái bộ con loa này thì như vậy đó con bull full này thì bộ Cobra top 2 thì nó có hai con raw full này và hai con súp đơn nhưng còn mình đây mình tại mình là Cobra top 4 nên là mình có thêm được mấy con súp PWH này kể ra bộ thì nó thêm mình có 4 con PH50H kia 18 nên là sự kiện đánh rất là tưng 4 con đấy với lại 4 con full mình chồng với nhau chúc là nhiều người thì cũng nói là nó bộ loa này thì nó như thế nào thì mình cũng không biết nhưng mà hiện thấy mình thấy tiện gọn nhẹ gọn là gọn so với các cái chương trình sự kiện thôi chứ còn để mà loa gọn thì nó chưa phải là gọn lắm kiện vừa mình dùng thì nó cũng vừa phải là đằng sau có bánh xe nật cái đang xong kê khoảng 5 phút là đã xong hết bộ loa rắc riếc phích bộ này thì gốc bộ này loa này thì trước nó là ở bên nhà hát ca múa nhạc nhẹ Việt Nam mình mua lại được với giá là nói chung là với giá cũng vừa phải chứ không phải là đến nỗi đắt lắm các bạn nói
khi mình đấy thì kiểm tra thì bên trong rất là còn sạch sẽ, không có vấn đề gì xảy ra, nó còn đẹp nữa các bạn. Đó. Bây giờ mình ngày nào hầu như mấy ngày dịch này rảnh thì mình ngày nào cũng mở nhạc, mở loa nghe nhạc ngắm hoa, nhà mình có cây hoa với cả trước là ao ca, ngày nào cũng vậy. Bạn cho đây, con đây là con gà trống đúc của mình, hơi nặng đề thì đây trống đúc của con mái, kia là gà con của nó đang ở trong bu, có được mấy con nhưng mà ngoài nhau chơi thuyền hết các bạn, trong kia cũng có mấy con. Các chú gà của mình ngày nào cũng được nghe nhạc. Tạm thời mình sẽ đi làm công tác vệ sinh cho mấy cái thiết bị này của mình để chuẩn bị hết dịch cho các bạn. Thì có gì mình sẽ review cho các bạn nghe về bộ loa này nhạc sẽ như thế nào. Hẹn các bạn sau nha. Vâng, mình là Toàn, Nguyễn Quyết Toàn.